Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đường Mèpeo. Và ngày hôm nay chúng ta thấy một cái mã ảnh bìa cực kỳ đẹp. Và là ảnh bìa nhìn thôi thì đói bụng quá. Cái gì mà có hình như là có thịt nướng rồi, xong có cả sushi này, xong có cả là đồ ăn các thứ. Nói chung rất là nhiều loại đồ ăn khác nhau bạn ạ. Nhưng mà map này ảnh bìa đồ ăn rất là nhiều, nhưng tên là bè sống sót câu cá ăn hải sản. Chắc là dịch từ tiếng Trung qua bạn ạ. Ý là tức là chúng ta sẽ phải sống sót ở trên một cái bè, chúng ta sẽ phải câu cá, sau đó là chúng ta sẽ chế biến ạ và ăn hải sản bạn ạ. Hiểu nôm na là như vậy các bạn ơi. Ok, thì giới thiệu map rất đơn giản thôi. Ta giấu kho báu trên đảo, ngươi có thể tìm được không? À, vừa câu cá vừa nấu ăn còn vừa tìm kho báu bạn ạ. Ok bạn ơi, để coi xem là cái map này nó có gì thú vị không các bạn ạ. Tôi cũng tò mò một gì mà vừa ăn hải sản câu cá mà còn tìm kho báu thứ nữa. Ủa sao map có 30 phút này, khoảng cách đến món quà bí ẩn còn 300 giây gì kia. Ok bạn ơi, vừa vào không bấm được cái gì bạn ạ. Bấm được nút B này. Ok, kho đồ xem. Kho đồ thì không có gì cả bạn ạ. Có một cần câu. Ủa cái đồ ấy. À, ôi, bộ kim cương à. Ok, khuyến mại một bộ đồ kim cương bạn ạ. Ủa cái này thôi, cái này không xài nha. Túi kim cương thì lấy bạn ạ, đây cùng lắm tôi lấy thêm cái lưỡi hái bạn ạ. Nó chứ mấy kia không xài đâu. Rồi ok. Đó, ngày hôm nay trải nghiệm thử xem là map này có gì thú vị không bạn ạ. Ồ, cái xem quảng cáo à. Cái này sẽ khoảng cá bạn ạ. Ok, câu cá. À, ui, à, thế nào? À, khi mà đến cái khu vực câu cá, chúng ta sẽ có tỷ lệ câu được. À, đây bởi cái này gì? Trứng sinh vật để làm gì? Để làm gì? Ừ, quảng cá bỏ đi, nghe bỏ đi nhá. Để làm gì ấy? Không làm gì? Xem quả bờ cá, ui giời ơi bạn ơi. Câu cá nào, ui cá bập này, ui. Cá mập này bán đâu nữa, không biết mà cái này sẽ bán ở đâu bạn ạ. Mình cũng không biết sẽ đem đâu bán nữa. Ôi cá mập này, cái này cá hồi bạn ạ. Ê, cá ngừ chứ, cá thiu na, cá thiu nờ là cá hồi mà cá ngừ. Ờ đúng rồi, salmon mới là cá hồi. Ôi hồi, ôi tôi câu được rồng này. Ôi rồi câu được cả rồng, có tươi heo rồng tươi là con gì. Ôi sao bán đâu ra, mình cũng không biết bán đâu bạn ạ. Chỉ biết cái gì đó. Mình cũng không biết là chế biến cái này kiểu gì bạn ạ. Lên một cái nồi nước rồi ạ. À, nước à. Ok, mà cái nướng đồ ăn kiểu gì đây? Cần nước và nguyên liệu bạn ạ, như thế nào? Cho cá đây à? Khoan đã. Đầu tiên là à đây. Bỏ cá vào nồi để nấu này. Ok, bật xong sao nữa? Nấu xong còn sao nữa? Ủa? Ủa tôi vừa mình vừa cho vào đây để nấu bạn ạ. Nấu xong rồi. À đâu đâu đâu. Đây là cá bình. À đây sashimi. À ok, ăn sashimi bạn ạ. Ảo thế nhờ. Sao bị hướng thế? Khiến cho độ đói cộng 500%. Rồi tức là mình sẽ bị đói liên tục bạn ạ. Ôi dồi, thế này sao mà sống được? Đói liên tục này sống kiểu gì? Ôi hơi bị ảo ma ấy nhở. Sao nước gì mà rơi tùm lum này? Cái này không có bên rùa rùa kìa, đảo rùa kìa. Câu cá nói chung là còn rất là nhiều loại cá bên cạnh cái nước này, không biết điểm gì đây. Ok, bên này có một cái bên này có một cái gì ta, tầng 2 này không biết là điểm gì này. Mình thử lên tầng 2 xem như nào, bạn ơi đi khám phá tầng 2 nhá. Ôi à, phải có thẻ VIP à, phải có thẻ VIP thì mới được vào nhà bạn ạ. Ôi rồi ôi thôi thường người nghèo bạn ạ. Ok, không thèm luôn, đã thế không ở luôn. Tôi có xu tôi không thèm mua bạn ạ. Nói chung là mình có thể ở đây mình bỏ cá đây mình nướng không, nướng mình muốn nướng không, không nướng nữa à? À, muốn nướng nhưng mà không nướng được bạn ạ. Mấy cái này thôi kệ đi, thử đi thuyền bạn ạ. Mình sẽ thử đi thuyền nhá. Đi thuyền thế nào, bảo là có kho báu gì bạn ạ. Bên này đảo gì đây, bên này một cái đảo gì đó bạn ơi. Đảo gì đây, ôi nhìn ảo vậy. Tảo bệ bạn ạ. À, nghe thu hoạch tảo bệ. À, ok. Thì ra là đi thu hoạch tảo bệ bạn ơi. À, ok cũng được, nói chung là cũng ok. Thu hoạch tảo bệ bạn ạ. Tảo bệ em có công dụng làm gì nữa, có thể dùng để nướng. Ok, ra đây bạn ạ. Bên này ơi. Bên này gì đấy? Đảo cua, bạn không biết lấy con gì bắt cua giờ. Đánh cua hay. Bảy à, được thịt cua bạn ơi. Thịt cua với cả chân cua bạn ạ. À, bầy này. Mình cua cắn mình bận, cắn mình đấy, không đùa đâu. Ô có dương kia, ơi mình thấy có dương bận, có dương ở đây. Dương kho báu à? Ôi. Dao ma thuật ngàn lưỡi. Tiếng tuần chung bận như này, tuần chung không hiểu gì cả. Ôi. Được, bổ nó thử là đam nào. Ôi. 100 đam bận ạ, ghê nào. Wow, dao ma thuật nhưng mà biến thành cái kem bận ạ. Để mình tắt cái kem đi nhá.
Mình sẽ vào vào vũ khí này, mua tắt cái bật lại, bỏ game đi, hủy số bật đây. Ok rồi. Ui, quả kiếm nhìn chiến nhở. Ui nhìn này. Ui, bật lại, lại. Ok bật. Ui, nhìn được của nó bật lại gì đấy? Mà làm cua này. Ủa, cua về lấy thật là nhiều thịt cua bật ơi. À, mình bị đói liên tục này, trời ơi, bị đói liên tục bạn ạ. Ok, chúng có rất là nhiều cua bạn ơi, về đây thì thấy cua đủ đấy. Mình sẽ đi đến đảo khác nhá, có rất là nhiều đảo xung quanh nữa. Mình câu thưởng cá, mình còn con gì không nhỉ? À chỗ này không cần câu bạn ơi. Hello mấy con cá. À, chắc nó sẽ không cắn mình mà mình đoán vậy thôi, không biết là nó có cắn mình không bạn ơi. Sợ quá. Rồi bên rùa. Sân đảo rùa bạn ơi, 70 giây nữa nữa mình sẽ về nhà xem là có quà gì. Khoảng cách đến món quà bí ẩn 7. Ui, rùi biển trâu. Wow, thịt rùi biển trâu. Con rùi biển khá là trâu bạn ạ, nó khá là mạnh nha. Ok, bây giờ không cấm thần thú à? Ui, không cấm thần thú này. Thử ngồi, mình ngồi trước không ta? Ui, trên này không có gì bạn ạ. Tưởng trên này có đồ gì cơ. Bây giờ không cấm xin đi bạn ơi. Thôi kệ đi, đánh mấy con rùa nào. Kiếm một chút thịt rùa bạn ạ, mình còn nấm kìa. Xem kiếm một chút thịt rùa. Ôi chết bạn ơi, cái kiếm nó gần học. Ôi cái kiếm này nó gần học bạn ạ. Ây da, ôi đây nấm vậy nè, hai nấm đấy nhỉ. Đảo nấm này. Ô nấm về hái luôn nhé, không cần phải đánh gì cả bạn ơi, cứ hái bình thường thôi, dùng tay không được nhé. Dùng tay không hái nấm này, mình sẽ đi thu hoạch các món ăn về. Ôi con rắn này nhà mà thịt rắn. Thôi tôi không muốn, tôi không ăn thịt rắn đâu. Ôi rắn yếu nhỉ. Ôi ok bạn ơi, trông con rắn đáng sợ, trông nguy hiểm thực sự bạn ơi. Ok bầy đảo nấm. Ok về nhà còn 8 giây. Về nhà gấp đi bạn ơi. Nhanh. Khoảng cách đến món quà bí ẩn bạn ơi. Món quà bí ẩn là gì đấy? Món quà bí ẩn là gì? Ủa có thế đâu? Ủa thế món quà bí ẩn là gì vậy? Mình cũng không biết là. Ủa có một cá mập này. Tôi cũng không biết là món quà bí ẩn là cái gì bạn ạ. Ủa thế món quà bí ẩn là cái gì bạn ơi? Tôi vẫn chưa thấy cái món quà bí ẩn nào. Nấu thôi à. Thôi cho vào nồi nấu cái nồi cá bạn ơi, cho cá vào nồi đi. Đó. Ồ cái này tỏ bẹ đúng không? Đây nướng tạm bẹ này đó. Này nướng à? Thịt cua cũng nướng luôn bạn ơi. Nướng xong rồi này. Đây cái này là bún đường hết nha. Nó còn dư một cái nữa. Nó còn dư lại một cái mình không nướng hết bạn, mình không nướng hết được này, có dư một cái này ảo vậy. Thì rùa nướng hết được này. Thanh cua ngon, à có cả thanh cua ngon bạn ơi. Hồi năm bốt đó này, wow hồi nhiều đấy. Nướng nấm nữa, chắc mình sẽ nướng nấm em. Thế nào? Nướng nấm này, đây là thịt rắn này, nướng là thịt rắn bạn ơi. Như là cái lò bị đầy mà. Như là bên này nữa à? Đây nữa không ta? Thịt rùa nấm nướng, thịt rắn ngon. Chú bảo có nhiều thịt bạn ạ, mình có khá nhiều thịt. Tôi không biết là thịt nào ngon, thịt nào không ngon nữa. Chú bác ghi ngon vậy thôi chứ tôi cũng chưa chắc là nó có ngon hay không bạn ạ. Ok, bên này nhá. Thử sang bên này nào. Đâu? Bên này có một đảo lava bạn, đảo lava gì đó tôi không biết. Ôi, các bạn đừng đánh tao nha. Đảo quái vật bạn ơi. Wow, cầm kiếm lên và chiến đấu bạn ơi. Mày ấy đau. Ôi không chạm vào người nó là bạn rồi, xong rồi, đâu có chạm vào người nó đâu. Ây da, không chạm vào người nó được bạn ơi. Ây chà, không ổn rồi. Chúng ta không thể nào chạm vào người nó được bạn nhỉ. Không này, đánh nó có biết máu quái đâu bạn này, đánh mất máu quái đâu. Trời ơi, không đánh nó được bạn là sao nữa, mẹ không đánh được nó nữa. Không còn bên này phải chế tạo gì ta, nhưng mình phải có vũ khí khác bạn ạ. Vũ khí không đánh được nó rồi này, không chạm vào người nó được. Ai chà, chúng ta cần một cái gì đó mới có thể đánh được lắm bạn ơi. Súng à, xem quảng cáo lấy súng à, vô lý, không có.
Và nãy kêu là được món quà bí mật rồi. Nãy kêu là cho món quà bí mật mà không biết là quà gì bạn ạ, cũng chả biết nữa. Kệ đi bạn ơi. Ui, con gì bé? Ui, con này con vừa nãy đúng không? Mình không lên thuyền ngồi nhỉ? Xem cái đảo xung quanh xem nào. Tình hình bây giờ mình không biết là cái món quà bí mật là cái món quà gì bạn ạ. Đảo rắm sao có cả rùa, có cả đủ các thể loại con này. Không cả bờ cua, cả rùa các kiểu bạn ạ. Không biết là cái con kia bị làm sao á, mình đánh không được các bạn ơi. Có thể là trong áp ha. Hình như là mỗi một đảo sẽ có một cái đồ bí mật các bạn ạ. Có vẻ là như vậy bạn ơi. Khả năng cao mỗi một đảo sẽ có một cái đồ giấu bí mật bạn ạ. Mình sẽ đi tìm nhá. Mình sẽ phải đi tìm bạn ơi. Hiểu rồi. Mình sẽ đi tìm xem một cái đảo có vật này, xem có đồ gì bí mật không bạn ơi. Có vẻ là như vậy bạn ạ. Hình như phải có cái vũ khí đặc biệt thì mới có thể đánh bại nó bạn ơi. Chứ vũ khí cùi là không đánh nó đâu. Ok, mình sẽ đi tìm nhá. Tìm kiếm xem là có cái đồ nào nó xịn xịn bạn ơi. Biết giấu ở đâu bạn ạ? Ê chà chà, biết giấu đâu ta? Cái đảo này không biết là giấu ở đâu luôn bạn ạ. Ủa, lava đây này rồi. Ây da, tí rơi vào lava bạn ơi. Cái đảo này thì chưa thấy là giấu đồ ở chỗ nào bạn ạ. Không biết cái dương ở đâu nữa. Nè, không có thấy bạn ơi, không thấy là chui lava à? Thử nghĩ một chui lava, bước thử nhé, thử nhé, thử nhé, thử nhé, thử nhé. Không có bạn không. Bột xu luôn. Có vẻ là không. Không có bạn, không có rồi. Theo mình quan sát là có vẻ như là không có bạn ạ. Ai chà chà căng đấy. Mình phải đi khám phá tất cả cái đảo kia xem là đảo này mình chưa khám phá này, xem có dương giấu đồ gì không bạn ơi. Mới cái bố mẹ không nhở? Cái bố này không biết là sát thương bao nhiêu đây, test thử nào. Chà chà. Ôi, đam bằng cái kiếm nữa. Cái bố này đam bằng cái kiếm kìa bạn ạ, hình như đam giống nhau. Ôi, mình cần súng đấy, mình cần tìm súng bạn ơi. Trên cây có gì không ta? Ở trên có vẻ là không có bạn ạ. Thế đi kiếm quanh quanh mấy đây này, để. À, cái gì đây? Không có à? Đây rồi bạn ơi, có vé VIP bạn ơi, đây rồi. Chúng ta đã có vé VIP để có thể vào nhà bạn ạ. Hợp lý liền. Có vé VIP rồi nha. Thì đảo này sao nữa? Có khi nào ở trong thắt nữa bạn ơi? Có khả năng có thể giấu ở trong thắt nữa bạn ạ. Mình kiểm tra thắt nước không nào. Có không ta? Không, mình nghĩ là không có đâu. Không có bạn ạ. Không có. Còn đảo nào mình chưa đi không nhỉ? Là có bước cái đảo có vật kia thôi, mà đảo có vật kia mình tìm mình không thấy gì bạn ạ. Thế mới lạ cơ. Đảo này mình tìm rồi này. Cái đảo này mình tìm rồi bạn ạ. Không biết là còn đảo nào khác không nữa. Cho tạm thời là hết ở đây. Ok, mình sẽ thử vào nhà nè. Mình có vé VIP ở đây. Hiện tại là mình có vé VIP rồi. Mình sẽ thử vào nhà xem mình có cái gì hay ho không bạn ạ. Rồi, vào trong nhà em nào. Đó. Ui, rất là nhiều dưa bạn ơi. Đồ kim cương, ok. Mấy cái áo choàng này mình cũng không cần lắm. Cái này cần này. Cái súng mắc là ok này, dùng đỡ khỏi lái thuyền bạn ạ. Mình bay lượn cho nhanh. Không có súng móc gì nhỉ? Không có súng máy gì ta. Mình cũng không biết làm sao để đánh được cái con kia bạn ạ. Cái gì ấy, cưỡi thần thú à? Cưỡi thần thú đánh bố đánh quái à? Nghe cũng hợp lý nhỉ. Chết rồi, thần thú bị ngỏm rồi. Rồi xong rồi. Rồi xong thần thú rồi bạn ơi, tăng rồi. Cái thuyền bị kẹt bạn ơi. Bây giờ sao nhỉ? Bây giờ không biết có cách nào đánh nó con bốt được không bạn ạ. Cái dương bí ẩn của cái chỗ này thì mình chưa tìm được. Chắc chắn đảo này sẽ có một cái chỗ nào giống mình chưa tìm được thôi. Nhưng mà hiện tại con này nó canh ác quá, mình không có can thiệp được. Không đủ độ đói đấy rồi. Ui không nè, đánh nó không mất máu bạn ạ. Thấy không, nó không thể nào. Chỉ có thể dùng được cái tuyệt chiêu đặc biệt thôi bạn ơi. Về đánh thường không can thiệp vào người con này được. Không biết con này phải đánh ở vị trí nào được. Không biết phải đánh ở vị trí nào thì mới có thể trúng một con này bạn ạ. Mình chịu đây.
có nên mua súng với ta súng 10 xu à? Mua súng nhiều khi bắn còn chưa chắc nó trúng người nó bắn lại. Anh em bạn nào biết là làm sao để tiêu diệt combo mạnh nhất cho cái bản đồ này thì hãy để lại bên thế giới đó cho mình, tìm mọi cách cũng không thể nào mà đánh bại nó bạn ạ. Không chạm vào người được bạn ơi, đó đánh kiểu gì cũng không chạm vào người được. Bạn nào biết thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Ok, video xin phép được kết rồi thôi. Ngày hôm nay là thử thách đi câu cá xong đi tìm kho báu các kiểu bạn ạ. Map này bị một cái là cái con bot quấy nó khó chịu quá, không hiểu gì bạn ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.